mình thấy được cái vấp ngã của người khác, mình lấy đó là bài học cho bản thân mình. Vì cuộc sống này của mình không có quá nhiều thời gian để cho các bạn vấp ngã đâu, mà hãy dùng cái vấp ngã của người khác để tránh đừng cho mình té thêm một lần nào nữa. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay Minh sẽ chia sẻ về một cái chủ đề mà mấy hôm nay Minh có up một video, và video đó Minh livestream, Minh chia sẻ các thông tin để cho những người nào đó khi mà muốn về Việt Nam sinh sống, khi mà mình đã xế chiều già rồi và không có con ở bên Mỹ, thì mình muốn về Việt Nam mình sống với con cháu mình thì sẽ như thế nào. Thì bữa đó cái video đó Minh có phân tích rất là rõ cụ thể về cái khía cạnh là những cái rủi ro. Và đầu video Minh cũng có nói là đây là những thông tin mang tính chất tham khảo với tất cả những người nào đó muốn về Việt Nam. Mình có đưa ra khá là nhiều thông tin để cho tất cả mọi người có thể tham khảo và suy xét lại. Vì mình không có nói về cái khía cạnh là về con người không, mà mình có nói về cái khía cạnh là về y tế, về khoa học, về rất là nhiều rủi ro. Và khi mà các bạn trở về Việt Nam, các bạn từ bỏ những cái mà các bạn đang có ở bên nước Mỹ, và nó có rất là nhiều người họ mơ ước và họ sống cả đời họ chỉ cầu mong là có được những cái điều đó. Nhưng mà khi các bạn đang sống nước Mỹ rất là lâu rồi, và khi các bạn về già các bạn hưởng được những điều đó, nhưng mà các bạn lại không ở đây đây và trở về Việt Nam ở với con cháu, thì mình vạch ra những cái mà các bạn có thể mất khi mà các bạn chọn cái điều đó. Nhưng mà cái có một người họ xem một video của mình đó, xong rồi họ có để lại một cái comment, họ dành ít phút để lại comment cho mình, thì họ nói như sau nè các bạn: vì người Việt Nam ở nước ngoài rất là lạc lõng, ở đây có niềm vui theo ý mình là được, vì cuối đời ở bên con cháu là niềm vui. Tôi cũng có con cháu kêu bằng gì, nhưng các cháu rất hiếu thảo với tôi. Tôi không có tiền bạc gì, chỉ ở nhà. Bản thân bạn phân tích như thế ở đâu cũng có. Tôi như chị đó, ở đâu có niềm vui là được. Phân tích như bạn giống Tào Tháo. Cách phân tích nghi ngờ của bạn, con người bạn khó gần gũi. Khi bạn nói chấm chấm, dựa vào bằng chứng ở đâu mà phân tích về Việt Nam như thế? Vậy những người già Việt Nam họ chết hết à? Con này xàm quá chấm chấm, ở đâu cũng có người tốt người xấu. Con này ngày xưa ba mẹ nó đánh đập ông bà nó, nên bây giờ nó suy luận lung tung, cách phân tích giống như chợ búa. Thì chính xác những cái câu từ và họ comment thì mình đã đọc cho tất cả mọi người nghe. Thì cái chị này họ nói với mình là một người không có bằng chứng mà dựa vào đâu mà phân tích kiểu như vậy. Thì ngày hôm nay mình xin thưa với tất cả mọi người là vì lý do mình phân tích tại sao lại như vậy. Vì mình dùng tất cả cái mấy chục năm mà mình sống ở Việt Nam, và mấy chục năm mình sống ở Sài Gòn, và mình chứng kiến rất là nhiều mảnh đời, cũng như chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp bị như vậy. Và trong đó có gia đình mình, trong đó có mình và mẹ mình, theo kiểu là ăn cháo đá bát. Rồi họ nhiều khi họ không có hại cho bạn chết, nhưng mà đơn giản là khi mà các bạn không còn cái giá trị lợi dụng nữa, thì họ sẽ không có niềm nở, không có ân cần, không có giúp đỡ mình nữa, hoặc là không có chơi với mình nữa. Như vậy đó các bạn. Và Minh bị rất nhiều. Từ khi mà mẹ Minh còn nhỏ, Minh chứng kiến được mẹ mình đã từng nhiều lần như vậy. Và khi Minh lớn lên, Minh cũng mắc phải những cái điều đó. Cho nên khi mà mình đưa ra những ý kiến đó là những cái khía cạnh mà mình đã từng bị, và mình đã từng chứng kiến rất là nhiều người bị như mình. Cho nên mình đưa ra những cái khía cạnh tối và những cái khía cạnh có thể bạn chưa biết. Và cái câu mà họ nói là chắc người già ở bên Việt Nam này họ chết hết. Thì cái câu nói đó mình không nói, và họ là người nói và họ là người quơ đũa cả nắm.
Thì trong video mình có nói là đây là một góc nhìn của mình về cái khía cạnh mà nếu như các bạn trở về Việt Nam các bạn sống thì hãy xem xét cho thật kỹ. Trong cuối video mình có nói cái câu nói đó, và đầu video mình cũng có nói là cái thông tin này là mang tính chất tham khảo nếu như các bạn có ý định trở về Việt Nam sinh sống. Và kế nữa là mình có phân tích về cái góc độ là khi mà các bạn về Việt Nam các bạn sống, những cái trường hợp là theo kiểu là như là mình không có tiền bạc nhiều á, hoặc là mình có tiền mình cũng sẽ mướn người làm rất là khó, hoặc là mình mướn những cái người mà họ chăm sóc sức khỏe của mình khi về già rất là khó. Tại vì ở bên đây thì họ có những cái dịch vụ và chăm sóc người già, và có những cái nhà già các bạn có thể đăng ký, các bạn vô đó các bạn sống, nếu như khi các bạn bệnh hoạn thì họ lo cho mình. Nhưng mà còn với ở bên Việt Nam thì những cái điều đó vẫn chưa có, hầu như là con cháu lo cho mình. Ví dụ như là khi mà ông bà già rồi thì con cháu sẽ thay phiên nhau đi vào bệnh viện lo cho ông bà. Và những cái đồng tiền mà con cháu là ông bà già rồi ngày xưa làm bao nhiêu tiền của thì để lại cho con cháu, thì khi mà về già thì con cháu dùng những cái tài sản đó và sinh sống cho bản thân mình thì phải bỏ ra tiền bạc để lo lại cho sức khỏe ông bà. Là mình thấy và chứng kiến những điều đó thì mình mới phân tích ra cho cái những cái người mà họ đang có ý định về Việt Nam, mà ngày xưa giờ họ sống bên Mỹ này quá lâu rồi, có khi là họ không biết được là cái sự phát triển bên Việt Nam như thế nào. Thì đối với mình nhìn ở góc độ kinh tế thì mình thấy được là đối với năm 1990 có thể người ta có thể lo được cho ông bà, kể cả là cô dì chú bác. Tại vì với thời gian đó là ví dụ như các bạn đem cái số tiền mà các bạn định cư bên nước Mỹ này, các bạn về các bạn có thể sống rất là thoải mái. Nhưng mà về Việt Nam bây giờ, cái thời kinh tế Việt Nam mình đang rất phát triển, và đồng tiền Việt Nam mình đôi khi chi phí còn cao hơn những người mà sống tại nước Mỹ nữa các bạn. Và mình hiểu được là cái mức thu nhập ở Việt Nam của mình bây giờ là rất là cao. Và nếu như mà mình nuôi thêm một cái người, gọi là các bạn có thể nuôi thêm một đứa trẻ, họ đi học, nó đi học chỉ thêm một chén cơm đôi đũa, và ví dụ như mình có cái tiền của mình, một khoản chi tiêu nào đó của mình, thì mình có thể đóng tiền học cho con nít. Nhưng mà đối với người già nó khác. Đối với người già là bệnh triền miên. Tại vì khi đã lớn tuổi rồi, già rồi thì nó sẽ bệnh đau chỗ này, nhức chỗ kia, rồi huyết áp, rồi nào là tim mạch, rất là nhiều thứ bệnh nó dồn về bản thân mình. Và khi mà sống ở Việt Nam á, mà các bạn không có tiền, các bạn không có thuốc là các bạn sẽ chết rất là sớm. Và mình hiểu được điều đó luôn mọi người. Và mình chứng kiến được những người cô dì chú bác của mình khi mà bệnh không dám xài tiền, không dám mua, vì cái mức thu nhập của mình nó rất là cao. Tại vì ví dụ như một ngày hôm đó mình đi chợ không là hết cho 200.000 rồi, mà bây giờ tiền thuốc không là 300.000, mà mỗi một lần đi khám bệnh như vậy là 300-500.000. Thì cái người mà họ chi phí như vậy đó, họ sẽ rất là ngán và họ sẽ không dám xài. Và nếu như bạn là người ở trong cái thời điểm đó, nếu như á, tại vì khi mà mọi người không có hiểu được đâu, tại vì Minh đã từng là một người thay đổi cái cuộc sống từ thành phố trở về quê, mình hiểu được cái sự chi phí của nó thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như Minh ở Sài Gòn, Minh nói là Minh làm một tháng 10 mấy triệu, nhưng mà bây giờ mình về quê mình trừ chi phí ra là tiền nhà mình không đóng nè, tiền điện tiền nước nó sẽ rẻ hơn nè, thì mình chi phí như vậy mình nghĩ là khoảng mình về quê chồng mình cho một tháng là 500-1.000 đô thì mình có thể sống được rất là thoải mái. Là mình nghĩ mình sẽ có dư nếu như mình trở về quê với cái số tiền là 500-1.000 đô mỗi tháng. Nhưng mà khi mà các bạn áp dụng cái số tiền đó vào cái thực tế thì mình mới thấy được là nó, ta mới chính xác gọi là đời không như là mơ các bạn. Khi mà mình về quê mình sống, đúng là tiền mình không có đóng tiền nhà thật, nhưng mà mình không làm ra tiền các bạn. Khi mà mình ở Sài Gòn, một tháng mình có thể làm được 7-8 triệu với cái mức thu nhập bình thường, làm chơi chơi thôi, là theo kiểu là mai giá trong hẻm, trong hốc thôi, mình cũng có thể là căn bản là mình có được 7 triệu với cái mức thu nhập căn bản thôi, chưa tính là những cái khoản mà mình có thể kiếm thêm. Ví dụ như mình bán buôn cái này thêm, hay là mình lấy này lấy kia, mình về bỏ mối cho người này người kia, hoặc là mình làm những cái công việc thêm lặt vặt ở bên ngoài, thì cái điều đó mình không tính vào thêm. Đó là mình không kiếm được tiền các bạn. Và
và tới vùng cam, cái bài toán Minh tính nó sai, và cái lúc đó là cái cuộc sống của Minh nó hơi bị xáo trộn các bạn. Cái số tiền chồng mình gửi về mình vẫn sống được, vẫn sống bình thường, nhưng mà nó không có thoải mái cho mình các bạn. Khi mà Minh tính, Minh ở Sài Gòn, Minh tính là Minh sẽ không có sử dụng đóng vào tiền nhà, thì mình sẽ lấy cái số tiền đó mình có thể dư ra mình ăn uống, thì mình có thể là thoải mái rồi đúng không? Nhưng mà mình không tính được những cái khoản chi phí như là các bạn đi ăn đám cưới nè, các bạn đi đám giỗ nè, đám ma nè, đám hỏi, đám quải, rất là nhiều đám tiệc. Mà quân bình ra một năm Minh tính là 7 triệu tiền đám. Tiền chi phí mà Minh tính là đặc biệt là đám giỗ, là cái đám giỗ giống như là bạn đám hụi gì đó, hầu như mỗi năm là tính từ đầu năm tới cuối năm là mình tính nổi cái tiền đám giỗ không là hết 7 triệu tiền mình đi đám. Chưa kể tới cái tiền là phát sinh là đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đề tháng, mấy cái đám tiệc đó là coi như là mình không tính tới đó. Tại theo kiểu mình không có biết khi nào tụi nó sanh, tụi nó đẻ thì mình không biết được, mình không thể nào tính vô được. Nổi tiền đám tiệc không là 7 triệu, tiền ăn, tiền uống. Mình nghĩ là dưới quê nó giá rẻ hơn, nhưng mà thực chất nó không rẻ hơn các bạn. Ở Sài Gòn, nhiều khi mình đi chợ một ngày 50 ngàn, mình có thể đi chợ được. Nhưng mà ở dưới quê các bạn đi chợ một ngày 50 ngàn, các bạn không ăn được gì hết. Theo kiểu là cái đồ ăn nó rất là mắc nữa. Ở Sài Gòn giá cá bao nhiêu thì dưới quê giá cá nó vẫn như vậy. Mà cá ở dưới quê nó không ngon bằng ở Sài Gòn các bạn. Tại vì cái ở dưới quê họ nhập cá về á, và những cái cá mà ngon á họ nhập lên Sài Gòn họ bán hết trơn rồi bạn. Đó, cái xong cái các bạn biết không, cá mắc nè, rau cỏ cũng mắc nè. Tới cuối cùng ra cái chi phí ở dưới quê mình tính quân bình một tháng là gấp đôi gấp ba lần ở Sài Gòn. Và khi các bạn về quê, các bạn ở Sài Gòn các bạn chỉ ở một cái căn phòng nhỏ 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 thôi, tiền điện tiền nước giỏi lắm một tháng các bạn 400-500 ngàn thôi. Nhưng khi mình về quê mình đóng tiền điện 1.2 triệu các bạn tin không? Đó là những cái chi phí phát sinh. Bởi vì mình nói, mình phân tích ở cái góc độ là mình là một cái nhà kinh doanh, đã từng kinh doanh rồi và đã từng thua lỗ rất là nhiều, với nhiều cái mặt mà mình không lường trước được, cho nên mình áp dụng vào cái điều đó, vào cái xã hội và cái cuộc sống hiện tại. Tại vì người ta nói có thực mới dựng được đạo. Nếu các bạn không có tiền, cái túi các bạn không tiền, thì nó sẽ ảnh hưởng đi theo rất 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 nhiều điều. Và mình thấy lường trước được những cái điều đó là khi các bạn về Việt Nam các bạn sống. Tại vì mình không phải là mình nói là những cái người ở Việt Nam họ không có được cái cuộc sống tốt, không hề như vậy. Vì khi cái người sống ở Việt Nam họ quen với cuộc sống đó rồi. Thứ hai nữa là họ đã chuẩn bị cho mình những điều đó rồi. Ví dụ như khi mà họ trẻ, họ chuẩn bị cho họ là phải tìm một căn nhà ổn định, họ mua cho mình một căn nhà. Khi họ biết mình không có con cháu, biết mình không có con cái thì bắt đầu họ sẽ đầu tư cho mình và chuẩn bị về già cho mình. Nhưng mà khi các bạn ở bên đây, các bạn sống và bạn quen với cái cách sống ở bên đây, quen với tất cả những cái gì bên đây, giống như là các bạn bị giờ chở giống như con cá đang ở trong cái nước sạch mà bắt bỏ vào nước đục vậy đó, là nó sẽ bị sốc ngay. Cái điều đó mình phân tích không phải là vì mình chê, mình nói là cái người ở Việt Nam là già họ chết hết, không hề như vậy. Vì khi mà cái người đó họ ổng ở Việt Nam họ quen rồi, thứ nhất. Thứ hai nữa là họ đã chuẩn bị cho mình trước khi về già là họ đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà đối với những cái người ở bên đây, và giống như là khi các bạn quen với phong tục tập quán rồi, giống như mình lần đầu mình ở Việt Nam mình trở qua đây, mình bị sốc với cái phong tục tập quán ở bên đây vì nó rất là khác xa. Nhưng mà cái điều mà mình sốc ở bên đây nó chỉ là làm cho mình buồn thôi. Nhưng mà về Việt Nam các bạn biết không, Việt Nam của mình rất là vui. Nhưng mà có những cái thì các bạn có thể là bị sốc á. Về già mình nhiều khi mình bị sốc, mình chưa có quen với cái cách cư xử của cái người bản địa ở nơi đó thì mình sẽ bị sốc. Và khi mà mình già mình sẽ có cái kiểu hơi tủi thân các bạn, hay cái kiểu của tủi thân á, và mình hiểu được cái cảm giác của người già họ tủi thân. Rồi nhiều khi con cháu nó không quan tâm chút xíu, bắt đầu mình buồn. Cho nên á, mình mới nói là theo kiểu bây giờ mình già rồi thì mình trở về Việt Nam mình cũng nên suy nghĩ về những cái góc độ như vậy. Mà mình không có nói theo kiểu là ở bên Việt Nam nó không tốt, mình không hề nói. Mình nói là những cái khía cạnh có thể xảy ra. Mọi người nghe, khi mà mình nhấn mạnh hai cái từ có thể nha, có thể xảy ra đối với mình. Vì mình đã từng chứng kiến và mình đã từng bị, cho nên mình đưa ra những cái bài học và mình đưa ra những cái ví dụ cho tất cả những người nào đó mà chưa có suy nghĩ về cái góc nhìn đó. Giống như là ngày xưa mình
trong cái live stream đó mình có kể với tất cả mọi người nghe là khi mà ba Minh ổng bệnh, ổng già, ổng bệnh rồi á, thì cái thời gian đó mình vẫn chưa có khả năng nhiều các bạn. Thời gian đó là mẹ con mình làm chưa có khả năng nhiều, cho nên khi mà ba mình nằm xuống đổ bệnh, mình có thể nuôi một người khỏe mạnh rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mình nuôi một người bệnh rất là cực, vì khi mà cái họ nằm xuống rồi á, họ không đi đứng được, mình phải trực chiến bên họ, mình dìu dắt họ. Và các bạn biết không, mướn cái người làm ở bên Việt Nam á rất là khó. Mình nói thiệt, bên Việt Nam mình bây giờ kiếm cái người giúp việc và cái người mà có thể giúp việc là chuyện bình thường nha. Giúp việc đôi khi mình còn khó kiếm nữa ha, huống hồ chi là kiếm một người chăm sóc người già, người bệnh. Các bạn biết không, người già, người bệnh chăm sóc nó cực gấp mấy lần so với cái là làm việc nhà cho người ta. Kiếm rất là khó nha các bạn. Và mình đã từng trải qua cái cảm giác mà khi mình kiếm cái người mà giúp việc và có thể lo cho ba mình á, thời gian đó rất là nhức đầu các bạn. Mà mình cũng may là mình nhờ có anh chị em đông, anh chị em của mình, anh chị em bà con đông, và họ giúp mình được điều đó. Chứ nếu thật sự trong thời điểm đó mà mình không tìm được ai hết thì mẹ con mình cũng phải lên trên đó và lo cho ba mình. Mà nếu như mình lo cho ba mình như vậy thì ai là người đi kiếm tiền? Và các bạn phải, họ chưa có nhìn thấy được cái góc độ đó. Vì khi mà mình chăm cái người đà già đó rồi, mình chăm người bệnh đó rồi, thì mình không còn thời gian để mình đi kiếm tiền nữa. Và cái cảm giác của cái người mà đi lo cho cái người bệnh mà họ không làm ra tiền, và họ nghĩ về cái gia đình của họ, họ nghĩ về những cái khoản chi tiêu mà họ cần phải chi tiêu trong tháng này, mà không, họ không tìm ra được tiền, họ không làm ra được tiền, cảm giác đó rất là khó chịu. Và bảo đảm cái người đó sẽ gay gắt và khó chịu với mình. Vì đôi khi các bạn biết không, khi mà mình đi lo cho ông bà, mình đi lo cho ông bà rồi á, cái mình mới ngồi ở trong cái hoàn cảnh đó, mình mới hiểu được cái cảm giác là mình đi lo cho ông bà mình thì mình lại không đi làm ra tiền được. Mà nếu như mình đi làm ra tiền thì mình mướn người không ra, nếu như mình mướn người ra thì nó là đỡ đi, mà các bạn mướn không ra thì coi như các bạn chết. Và những cái góc độ đó thì những cái người mà họ sống ở Việt Nam, họ sống ở Mỹ lâu năm, họ sẽ không lường trước được cái điều đó. Tại vì họ thấy được cái kiểu ở bên Mỹ này là khi các bạn già, các bạn có thể mướn những cái người mà chăm lo sức khỏe cho mình rất dễ dàng. Nhưng mà bên Việt Nam của mình khó tìm cái điều đó lắm. Chỉ có là con cháu ông bà, con cháu của mình nuôi cho, lo cho mình thôi, chứ không có cái chuyện là đi mướn người giúp việc. Mà nếu như mà các bạn may mắn, các bạn tìm được người giúp việc tốt thì cái điều đó là điều may mắn của bạn. Nhưng mà đã nói là may mắn thì cái đó nó không hoàn toàn chắc ăn, đúng không mọi người? Nếu như nó là điều may mắn, là nó có sự hên xui may rủi trong đó, thì cái điều đó nó không có phải là chắc ăn hoàn toàn 100%. Các bạn biết không, nếu như mà các bạn rơi vào cái hoàn cảnh mà mình thương cô chú mình đó, mình thương ông bà mình đó, nhưng mà khi mà mình lực bất đồng tâm, mình đi làm kiếm tiền mình mới lo sức khỏe được cho ông bà mình, mà nếu như mình ôm ông bà mình đây mình lo thì mình không thể nào kiếm tiền được, thì giữa cái lúc đó đó là họ mới xảy ra xung đột trong chính cái nội tâm của họ. Và đôi khi họ sẽ gắt gỏng với mình, dù nếu như họ có thương mình đi chăng nữa, họ vẫn gắt gỏng với mình vì áp lực đồng tiền làm cho họ khó khăn, khó chịu. Và nếu như mà cái người mà họ không có hiếu, đặt trường hợp nếu như cái người con cháu đó họ không có hiếu, họ sống với mình vì tiền, thời gian ban đầu họ sống với mình vì tiền, và nếu như khi các bạn già rồi, các bạn làm một cái gánh nặng của họ rồi, họ sẽ cư xử với bạn tệ hơn nữa. Đó là những cái góc độ, những cái góc nhìn mà mình nhìn thấy trong cuộc sống mà mình đã từng trải qua. Và cái người này họ comment, họ nói với Minh á, là nói là ngày xưa mẹ Minh đánh cha, đánh chú, đánh ông, đánh bà, cho nên mình chứng kiến như vậy, và bây giờ mình mới có những cái cách suy nghĩ như vậy. Nếu như mà họ có cái suy nghĩ đó là sai hoàn toàn. Khi mà Minh suy nghĩ được như vậy, tất nhiên là Minh đã nghiệm được những điều đó, và Minh đã chứng kiến được những cái cảnh mà mình khi là người trong cuộc mình sẽ như thế nào, mình mới đưa ra cái lời khuyên đó cho tất cả mọi người. Các bạn có thể giữ riêng cái quan điểm cho các bạn, nhưng mà góc độ xã hội nó có rất là nhiều biến cố, mình chưa chắc có thể lường trước được vào mai sau này đâu. Như Minh đây nè, mình nói thiệt với các bạn, nhiều khi mình muốn lo cho ba mẹ mình, mình muốn lo cho ba mẹ mình mà mình đâu có thể là ba đầu sáu tay đâu, không thể nào như vậy được.
Và các bạn biết không, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có một cái gia đình riêng cả. Khi mà họ lo cho mình, các bạn biết không, máu mủ ruột rà, và khi mà họ mang ơn mình thì họ mới có trách nhiệm. Chứ còn nếu như mà một con người họ sống mà họ suy nghĩ họ chỉ lợi dụng mình khi mà mình có tiền thôi, thì khi mà cái thảm cảnh mà các bạn về sống với họ thì các bạn sẽ biết được là cay đắng như thế nào. Đó là mình đưa ra những cái khía cạnh mà các bạn có thể là không lường trước được nếu như mà các bạn nằm trong cái hoàn cảnh đó. Giống như ngày xưa giờ mình nghĩ cái cuộc sống này luôn là cái màu hồng, luôn là cái màu hồng, nhưng mà tới khi mà mình gặp cái trường hợp đó, mà mình nằm trong trường hợp đó, mình sẽ bị vỡ mộng và mình bị sốc các bạn. Cho nên cái điều này mà mình đưa ra để cho những cái người mà họ chưa có, họ bảo là mình là một tính đa nghi và mình là một tính tào tháo, thì mình không phải là đa nghi, nhưng mà mình có cái tánh là mình luôn lường trước những cái điều xấu nhất có thể xảy ra. Vì khi mà các bạn vấp ngã quá nhiều lần, các bạn nếm trải những cái nỗi đau và những cái thất bại nhiều lần, các bạn sẽ rút ra được bài học là phải lường trước cho mình những cái điều xấu có thể xảy ra. Và các bạn biết, nếu như bạn là một nhà kinh doanh giỏi thì họ sẽ luôn cho mình có những cái kế hoạch khi mà họ lập ra cái công ty hoặc là họ mở ra một cái chiến dịch làm ăn nào đó, họ sẽ lường trước cho mình 3 hoặc 4 kế hoạch nếu như họ thất bại. Các bạn không thể nào mà cứ nghĩ là nó là màu hồng, cuộc sống này không hề là màu hồng nha các bạn. Cho nên khi mà mình đưa ra những cái điều đó, mình có nhiều người nói là mình là đa nghi, là mình thế này thế kia. Đúng, thà các bạn đa nghi còn hơn các bạn đợi té rồi mới cảm thấy đau. Tại sao mình biết trước được, mình có thể lường trước được những điều đó, thì mình hiểu được cái góc độ đó, mình hiểu được cái hoàn cảnh đó, thì mình sẽ có những cái chiến lược, mình sẽ có được những cái cách xử lý cái sự việc nó như thế nào trước khi nó xảy ra. Hãy lường trước những cái điều xấu có thể xảy ra, chứ đừng để nó xảy ra rồi đi chữa bệnh nha các bạn. Đừng có để nó xảy ra rồi bắt đầu mới đi chạy đôn chạy đáo và chữa nó, thì lúc đó mình không có tinh thần để mà lo đâu mọi người. Và cái cuộc sống này đôi khi có những điều bạn không thể lường trước được. Ngày hôm nay các bạn có thể là đi ra ngoài đường đi làm gì đó, chưa chắc ngày mai các bạn có thể bước chân về đến nhà. Cho nên những cái điều mình đưa ra đó là một góc độ, góc nhìn của một người đã từng vấp ngã nhiều lần trong cái tính toán. Tại vì họ nói là ở cái chuyện đó là trong làm ăn nó sẽ khác và trong tình cảm nó sẽ khác. Cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Mình không phủ nhận điều đó, và trong video mình luôn luôn nói với các bạn là các bạn có thể mang tính chất tham khảo. Và cuộc sống này có rất nhiều góc độ khác nhau, và những cái góc độ mình chia sẻ đó là những góc độ mình từng thấy, mình từng trải nghiệm, chứ mình không áp dụng cho tất cả trong cái cuộc đời này. Cho nên những người chỉ trích mình, hãy nhìn xem lại bản thân mình. Không phải mình là người nói, nhưng mà bạn mới là người gay gắt với cuộc sống này thôi. Vì mình được con cái là mình, cái tánh mình là khi mà mình bước ra ngoài đường, mình thấy được cái vấp ngã của người khác, mình lấy đó là bài học cho bản thân mình. Vì cuộc sống này của mình không có quá nhiều thời gian để cho các bạn vấp ngã đâu. Mà hãy dùng cái vấp ngã của người khác để tránh đừng cho mình té thêm một lần nào nữa. Nếu như mà các bạn lỡ có một mai mà té vào cái nỗi đau hoặc là cái điều mà họ đã từng té, thì các bạn phải cũng biết cái cách để mà đứng dậy trong cái nỗi đau đó. Đó là cái cách mà khi mình sống trong cuộc đời này, mình, nếu như bạn sống ở ngoài đời, các bạn gặp mình, các bạn sẽ thấy được mình như thế nào. Nhưng mà với cái cuộc sống này của mình á, thì mình luôn nhìn về cái khía cạnh tối nhất, nhìn về cái khía cạnh tối nhất, nhìn về những cái khía cạnh mà mình có thể vấp ngã, để mình lường trước những cái điều mà có thể xảy ra, và mình có những cái biện pháp phòng ngừa phòng tránh để tránh cho mình té ngã. Khi các bạn chạy trên một cuộc đua, các bạn té là các bạn đã thua người khác rồi. Cho nên các bạn hãy thông minh và hãy lường trước cho mình những cái điều có thể mang cho mình đến nỗi đau, thì đó mới là người thông thái. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy
yêu thích kênh của mình và thấy cái video này hay, hãy đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.